Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay rank max ở map nhà thờ đỏ. Mình ban xia. Spawn ở thảm đỏ thì ở bên tường đổ sau có hai người. Đi thẳng ra đấy thì kiểu gì cũng gặp thôi. Team này thì gặp ai mình cũng đuổi được hết. Ôi rồi, bossman luôn, chạy đâm đầu mặt hunter. Xin cảm ơn. Đây là một vấn đề của việc mình thuộc spawn. Lúc nào đi ra cũng thấy người hết, ít khi mà các bạn ấy nấp được lắm. Còn nếu mà chơi survival thì phải để ý và nấp trước hoặc là đi cái đường nào nó an toàn hơn một chút. Đấy, tưởng đối sau có tận hai người, cả coordinator và postman nhỉ. Hai máy bên kia đang rung cho nên là chỉ có mình coordinator là gần nhất. Và bạn ấy bị highlight luôn nữa. Bị soi. Thôi đặt cái gương này hơi dơ một chút. Không bắn là ăn. Hit. Không bắn là bị đánh. Bạn ấy cũng không vào cứu luôn được nữa. Về gần ghế check thì không có dấu tai. Máy nghĩa địa rung, máy cổng sao rung. Vậy là các bạn ấy hiến rồi. Coordinator ra đấy chắc là để đợi heal. Không lo heal đi mà còn đứng giải máy nữa. Liều thật sự luôn ấy. Bạn ấy vẫn còn một cái súng nha. Chưa bắn được. Luật sư đang ở bên trong này, có dấu chân kìa. Chạy về phía nghĩa địa. Nghĩa địa cũng có người đang giải. Mình sẽ bắt vào cái hướng người đi cứu luôn, tại vì máy nghĩa địa không có rung nữa. Bây giờ đặt một cái gương ra, chém một phát là khỏi vào ghế cứu. Máy nghĩa địa đang rung, vậy là luật sư về máy nghĩa địa rồi. Luật sư về máy nghĩa địa giải thì không có ai đi cứu được hết. Và đây còn nguyên quả súng, không có xài được luôn. Xoay luôn gương sang nè. Bây giờ luật sư có chạy từ nghĩa địa ra bên chỗ ghế thì cũng không có kịp đâu. Chặn đầu luôn này. 5 giây nữa có gương. Gương của mình sẽ hồi trước khi bạn ấy đến được ghế. Ui, đặt hơi lỗi một tí, nhưng mà không sao. Trận này còn nguyên 4 máy nha, còn chưa có hầm nữa. Mới giải được đúng 1 máy. Ok, chủ tế cũng không cứu được. Coordinator ôm súng về trời. Bây giờ mình treo luôn luật sư thôi, tại vì còn 4 máy thì vẫn chưa có hầm. Trận này lỗi quá. Các bạn ấy lỗi quá. Lần đầu tiên mình giết được 4 người khi mà còn 4 máy. Tí nữa là còn nguyên 5 máy mà vẫn giải xong được cái máy ở nghĩa địa. Đây, đây mình thấy rồi. Mình nhìn thấy chủ tế rồi. Trận này quá là nhanh gọn luôn. Mình sẽ đổi bờ linh để bắt luôn. Ôi chết, sao cả đây không đi qua cái vòng luôn nhở? Tự nhiên phá vòng chi trời. Ok, Blink qua. Rồi. Mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận 2 này ở map Leo. Map này thì khá là tối. Spawn ở cạnh nhà máy, đi về phía cổng mặt trăng chắc chắn là sẽ có người. Giờ không cần cày rank survival nữa, cho nên là mình đi hunter lấy cầu thôi. Lại tiếp tục một chủ tế đâm đầu mặt hunter. Đây rõ ràng là một biểu hiện của việc không thuộc spawn hunter đây mà. Thỉnh thoảng thì mình cũng gặp những team
đẩy bàng thôi, nhưng các bạn ấy chơi rất là tốt. Như kiểu đi smurf ấy. À, kiểu chơi rất là hay luôn, lửa ghế rồi các thứ các thứ. Những trận như thế thì hay bị hòa. Còn nếu mà vào trận mà mình bắt được người sớm thì mình thường thắng. Bắt được spawn chuẩn này, bắt người sớm này. Đôi khi thì bắt spawn sai là kiểu mình đi về cái hướng đấy thì chỉ gặp mình giải cứu thôi. Cũng hên xui. Mình chỉ thuộc spawn gần nhất thôi chứ mình không nắm được không nắm được là chỗ đấy nó cầm 6 hay cầm 9. Ôi. Gương này hơi dơ một tí, nhưng mà bạn ấy lại đục vòng vào trước mặt mình luôn. Và bạn ấy đang chạy về hướng của hầm. Team này thì có mechanic nữa. Ủa, tội giải máy vẫn là chậm. Cơ bản là chủ tế bị bắt sớm quá. Naibu vẫn giải máy giữa map. Ôi rồi ôi, đập găng không kịp rồi. Bạn đào vàng. Đào vàng bên này. Có định đi cứu không vậy? À chết, ôi quên mất. Ôi con Mech nó bị highlight, mình không để ý luôn. Thôi xong, giờ nó vào được nhà 2 tầng rồi. Thế là 1 phút lơ là của mình luôn á. Ôi mình không, mình quên hẳn là con Mech nó bị highlight nhưng mà nó ở khá là gần. Cứ tưởng là đào vàng đi cứu. Rồi đánh không hồi đòn. Tầm này còn 4 máy mà BB thì mình chém hết, không có sợ. Ôi sao không leo cửa sổ mà tạo cái vòng chi giải phí vậy? Ok, với tốc độ này thì mình sẽ dí được vào bạn ấy luôn, không cần phải đặt gương. Treo luôn vào cái ghế ở dưới này, bay rồi. Mới sừng giải máy giữa map với con robot luôn. Máy thì đang gục. Mình ưu tiên chém vào Merson. Ôi, nhưng mà đắt găng được rồi, vậy nên chém vào robot. Bên kia là Mech được heal dậy à? Mech được heal dậy hay là tự dậy và nhanh vậy ta? Rồi chặn đầu bạn luôn. Chạy ngược lại ngay. Đây, đợt này đặt gương thì cần phải cẩn thận. Đặt bừa là dễ chết lắm. Đấy, phải canh làm sao để mình có thể ép góc được. Lách được. Nhưng mà chỉ được một cái thôi. Ok, bây giờ mình sẽ treo Mech xuống hầm luôn. Có cái dấu tay ở đây. Không có khi không treo được xuống hầm, đúng rồi. Ây, thả không kịp, trời ơi. Bạn Norton này chơi tốt quá. Tôi vừa tốt. Nhưng Mech vẫn sẽ chết. Rồi bạn ấy hết 500 chưa nhỉ? Hai cái rồi. Còn một cái nữa. Naibu vẫn cố gắng giải cái máy giữa map. À hết dấu tai rồi, và mình sẽ xách xuống hầm một cách rất là thoải mái. Ok, treo cái ghế ở đây luôn. Ghế này có thể bờ linh xuống được. Tí nữa ai đi cứu mình sẽ đổi bờ linh để đánh. Ok mơ. Norton xong cái máy ở bên cạnh nhà máy rồi. Giờ còn một máy nữa. Ôi trượt rồi. Chơi trò này thôi. Ok. À, hay cái nhà. Norton này hay cái nhà. Hai cùng 500 chí phết. Phí cái bờ linh của mình. À thì cũng không phí lắm. Bây giờ mình cần chém vào Mech. Khi đang được BB rất nhiệt tình. Đứng lách sang một bên chém đấy. Đứng lách sang một bên chém mới trúng nha. Còn nếu các bạn đi thẳng chém thì chắc chắn là sẽ trúng vào đầu vàng. Mech lên ghế lần 2. Merson nửa máu. Giờ mình xem cái máy nào đang giải đã. À không, Merson lục kim tiêm. Vậy là chả có cái máy nào được giải cả. Norton trên tầng cơ. Bây giờ mình mà lên thì có khi là mất người. Tự dậy được rồi.
Còn một máy thì nãy giờ chả có ai giải, thì vẫn không xong được, nên là mình không lo lắm. Ôi, tự bê bê lẫn nhau kìa. Máy, ây da. Rồi. Đẻ, làm sao mà dám đẻ, máy làm gì mà xong được. Đó, cái máy đang rung kìa. Đây, máy bên này. Gương ra thôi. Merson gục. Đà vàng nửa máu. Rồi bây giờ mình dí thẳng vào đào vàng luôn thôi. Kệ Merson, nhưng Merson còn tự dậy như vậy. Vào trong góc này thì bạn chết rồi. Treo luôn nha. Merson tự dậy. Bây giờ bạn ấy mà trốn được hết thời gian ngồi ghế của đào vàng thì sẽ nhảy được hầm. Tại vì Merson nửa máu vẫn nhảy được hầm. Mình chỉ treo ba thôi, còn tìm đi tìm sau mà tìm không thấy thì thôi. Còn bạn mình không muốn mất thời gian vào cái việc thả người xuống để giết bốn ấy, nên cứ kệ. Ủa, có cái dấu tay ở đây. Về cứu hả? Không có. À, có cái chấm đỏ này. Đâu rồi? Khi nhiều cái map này nó tối á, nhưng mà nhìn ở trên cái radar sẽ thấy chấm đỏ. Thôi rồi, mình không thấy rồi. Thôi, nhảy hầm được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.